Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Rộng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Lê Ngọc Mai để cùng nhau đi tiếp series truyện ma làng quê kinh dị. Hai tập truyện trước đó mà quý thính giả đã nghe là Người đàn bà cổng ma và Lò gạch ma. Và câu chuyện này sẽ là câu chuyện đi tiếp tục những cái series trong cái nội dung những câu chuyện ma kinh dị của Lê Ngọc Mai. Bộ truyện mang tựa đề Chồng Oán Linh. Nghe tên thì ít nhiều chúng ta cũng có thể liên tưởng tới Chồng Oán Linh, ở đây giống như là nhắc tới cái vòng dây thắt cổ đó. Thì để chúng ta cùng xem thần vòng trong truyện này sẽ như thế nào. Chồng Oán Linh Huy sẽ phục vụ trong hai video truyện tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 20 giờ nhé. Và cũng đừng quên luôn ủng hộ cho Lê Ngọc Mai, một cây viết truyện cũng rất là chất lượng của kênh chúng ta, bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Lê Ngọc Mai. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Chồng Oán Linh phần 1. Đêm, trong dãy nhà dành cho người ở gia đình Phú Hậu Thịnh, kéo chiếc ghế đẩu kê bên cạnh chõng tre, Mai với tay lấy chiếc áo nâu sọng máng trên cây cột, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một hộp gỗ đã cũ đựng đồ thiêu thùa, nào là kim khâu, chỉ ngũ sắc, dây thun, khuy tròn, dùng chỉ đan sau kim. Mai đặt nửa chiếc áo lên bàn. Chiếc áo nhìn rất là rộng, phần vạt dưới rủ xuống buông trên đùi của nó. Mũi kim đâm xuống nơi nách áo lúc này đã trách ra thành hai mảng, bắt đầu khâu lại. Ngọn đèn dầu đặt ở góc bàn chiếu chiếc bóng mảnh khảnh của Mai lên bức tường vách ộp ẹp. Có lẽ vì quá độ tỉ mỉ cùng với tập trung, tự hồ chỉ cần nhìn thấy cái bóng nhỏ trên chiếc vách kia cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ đang khâu áo của nó đầy bao nhiêu sự nghiêm túc. Đây là áo của anh Sâm, người mà nó thích trong lòng. Anh Sâm cũng như nó đều là làm người ở trong nhà của Phú Hậu Thịnh. Phú Hậu Thịnh là phú hộ hiếm hoi trong giới phú gia, chỉ cưới một người vợ ở làng Túc Ô. Manh ngồi khâu chiếc áo trách cho người thương từ khi ánh lửa nhảy nhót trong chiếc đèn dầu còn vàng tươi, cho tới khi đốm lửa chuyển vàng đậm như lòng đỏ trứng gà vì tim đèn đã ngắn đi, nó mới ngưng tay. Đêm đã khuya, trong căn phòng nhỏ của khu người ở rất yên ắng. Chợt bên ngoài ô cửa đóng bằng tấm liếp, có tiếng bàn tay ai đó đập vào khe khẽ. Manh ngẩng đầu nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: "Ai đó?" "Anh Sâm nè." Khuôn mặt thuần khiết 16 trăng tròn của Manh phảng phất tươi nhuận, trên môi nhẹ nhẹ ý cười, đứng dậy đi tới mở cửa ra. Tiếng cửa mở kẹo kẹt trong đêm khuya vắng, bên ngoài sương lạnh từ vườn cây trái ùa vào. Anh Sâm vừa đi qua từ bên cửa sổ, hai người chạm nhau, ánh mắt chờ mong không giấu nổi vẻ mềm mại lan tràn. Vai áo Sâm còn ướt đẫm sương đêm. Manh nhìn liền đoán ra được anh vừa mới đi đâu. Nó hỏi: "Anh Sâm mới đi cất vó cho phú ông về đó hả?" "Ừ." Rồi không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn nó thôi. Tính anh là vậy, chất phác thật thà. Manh lại hỏi: "Có lạnh không? Nay ngồi lâu lắm hả? Áo ướt hết rồi kìa." Anh Sâm cười cười, liếc nhìn bả vai của mình rồi nói: "Cũng hơi lâu. Đầu tối mưa liêu riêu, cá tôm lủi hết à, phải ngồi canh á." Ánh mắt Manh lưu luyến trên khuôn mặt đàn ông của anh Sâm. Đèn dầu trong phòng chiếu ra, anh đứng đối diện cửa, sắc mặt vì ngâm trong tiết trời lạnh lạnh đã lâu mà hơi tái đi của anh được ngọn đèn soi rõ, hiện ra trước mắt của nó. Manh đưa tay chạm nhẹ lên gò má anh. "Lạnh vậy?" Không biết có phải vì đau lòng hay không, nó nghe thấy chính mình nói với anh: "Anh ngồi ngoài trời lâu vậy á, trời còn rải mưa nữa, ngắm lạnh coi chừng bệnh ông Phú lại phạt cho. Vào trong ngồi một tí rồi hãy về." Nghe nó nói xong, đáy mắt anh Sâm lộ vẻ ngại ngùng, nhìn chân tay của mình, cuối cùng gãi đầu nói: "Thôi không sao đâu, chân tay anh dính đầy bùn hả? Vô đây bẩn phòng của anh đó,
Hồi nãy từ ngoài ao về, đi qua thấy phòng anh còn sáng đèn, cho nên anh mới ghé đó. Cô không còn sớm nữa, mà anh đi ngủ đi, anh về tắm đã. Nhìn bộ dạng chân chất thật thà của anh, Manh không khỏi phì cười. Nó nói: Vậy thôi, anh về rửa tay chân sơ sơ rồi ngủ sớm đi. Gặp nhau chỉ để nói dăm ba câu, nhưng nhớ thương thì đã hòa tan vào trong mấy câu nói cả rồi. Vậy là thỏa mãn. Anh Sam về, Manh khép cửa lại, tiếp tục ngồi khâu nốt chỗ áo trách cho anh. Đường mai thứ hai hạ xuống, bên ngoài cửa chính lại có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Manh hạ áo, cất giọng hỏi: À, ai vậy? Ngoài cửa im ắng, không có tiếng trả lời. Cho rằng mình nghe nhầm, Manh cúi đầu khâu nút cái áo. Ai ngoài đó vậy? Nhìn cánh cửa chăm chú, lần này giọng Manh hỏi lớn hơn một chút. Nó biết không phải là anh Sâm, bởi vì anh sẽ trả lời ngay khi nó cất tiếng. Vậy thì là ai? Mặc dù hơi chần chờ, Manh vẫn bỏ áo lên bàn mà đứng dậy, chỉ là thận trọng đi đến cạnh cửa. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn làm gì đó? Tay nó đặt lên cạnh cửa nhưng chưa mở ra, nghiêng tai lắng nghe. Lại im bặt. Bây giờ Manh mới mím môi, mở cửa ra hé hé. Bên ngoài tối thui, không thấy ai. Nó nhíu mày mở rộng cửa ra một chút nữa. Đột nhiên một cái bóng đen núp bên cạnh tường vọt ra, lấy tay bịt miệng Manh ngay. Manh trợn mắt, là Phú Ông. Miệng nó bị Phú Ông bịt kín, muốn kêu la cũng không được. Phú Ông lại thẳng thừng giữ lấy hai bàn tay của nó bẻ ra sau lưng, đẩy vào trong phòng, tiện thể nâng chân đóng cửa lại. Mặt Manh tái mét đi. Nó nhìn Phú Hậu Thịnh trắng trợn động tay chân. Mà Phú Hậu Thịnh bây giờ nhìn quanh, nghe ngóng bên ngoài giây lát, rồi quay sang nạt nó bằng cái âm giọng ghìm nén xuống nhỏ nhất có thể. Cầm miệng, mày mà kêu lên một tiếng bóp chết cha mày đó. Manh giật mình, bước thụt lùi vào bên trong. Dự báo kinh khủng nào đó như nước lũ tràn về, xâm lấn tâm trí của nó. Mặt Phú Ông hầm hầm, rặt một vẻ nguy hiểm. Lão ta từ từ tiến về phía Manh. Manh lùi hai bước, lão ta tiến một bước. Cạch lên một cái, lưng Manh động phải mép bàn. Giật mình quay đầu lại nhìn. Không biết vô tình hay thật sự trong tâm trí của nó muốn, nó nhìn trúng cái kéo nằm trên bàn. Phú Hậu Thịnh lự mắt, nhếch môi. Sao hả? Thằng quắc kia đến thì hưng hưng hờ hờ trú vào trong phòng. Ông đây đến thì mày như thế cọp vậy? À. Manh sững sốc. Ông Trình tôi. Phú Hậu Thịnh nhếch mép cười, vẻ điệu cán bắt đầu như nước trị ra khỏi bộ mặt, được bưng kính bằng sự đáng sợ thường trực. Tao Trình mày thì sao? Mày tính làm gì tao? Tao đây là ông chủ của mày, vẫn còn ở thấp hèn như mày có quyền cãi sao? Ông Manh bị mấy câu nói thoạt nhìn không nên thốt ra từ cửa miệng của Phú Ông đã ngoài 50 tuổi làm cho sững sờ. Vừa tức giận vừa quất ức, mấy chữ ông khốn nạn nửa ngày cũng không nên nói ra. Hai tay nó nắm chặt lấy mép bàn đến trắng bệch đi. Phú Hậu Thịnh lại cười lên anh ác. Còn cao bé nhỏ, mới 16 đã biết câu dẫn đàn ông lắm đó. Dù lần trước tao còn đang ghi sổ, lần này tao tới để tính được. Vậy là đã rõ mục đích của Phú Ông đến đây đêm nay. Manh kinh sợ thở hổn hển, vừa muốn kêu cứu lại vừa sợ người khác biết. Cho dù đến tay bà Phú, nó bị ông Phú ức hiếp cũng đã thành nó quyến trụ ông Phú mà thôi, rồi sẽ bị bà Phú hành cho thừa sống thiếu chết. Nó cảm thấy mình như bị chồm vào chân tường. Ông Phú à, ông tha cho tôi đi. Ông đừng như vậy nữa. Tôi đáng tuổi con cháu của ông, mong ông rủ lòng từ bi. Cả đời sau này tôi xin làm trâu làm chó để báo đáp. Xin ông đừng làm như vậy nữa. Mai run rẩy, cố gắng tìm kiếm chút may mắn. Nó hy vọng len lỏi sâu trong linh hồn thâm tối của ông Phú vẫn còn một tia nào đó nhân từ. Nhưng nó đã sai. Phú Hậu Thịnh nhìn nó từ đầu đến chân bằng cặp mắt của lang sói
đồng tình. Mày nói đúng lắm. Vẫn còn ở, đúng là mày phải phục vụ tao, làm trâu làm ngựa ở dưới thần tàu chứ. Phú Hậu Thịnh cười nghe ghê tởm lắm, giống như sự kích thích dơ bẩn nào đó do lão tự nghĩ ra trong đầu còn động lại nơi cuốn họng, mà biến thành một điều cười khục khặc như thế kia. Lão vừa nhấc chân lên vừa nói: mày nhớ lần trước mày làm gì với ông hay không? Mày dám tát ông? Mẹ nói cái con mụ vợ kìa, nếu mụ không đến đúng lúc như vậy, ông đây đã dạy cho mày một bài học rồi. Sao, mày thấy mày có láo hay không? Ông Phú gằn giọng đột ngột. Manh giật bắn mình, nó lắp bắp: Tôi không cố ý, là tại ông ép tôi. Tôi đau. Phải, tao ép mày đó, mày làm gì được tao? Mày chỉ đáng tuổi cháu của tao thôi, rõ chưa? Dứt lời, lão trợn mắt, nhào tới tóm lấy cánh tay Manh kéo về phía mình. Tay còn lại thuận tiện bịt miệng nó. Nó chỉ chống cự bằng một tiếng không tuyệt vọng. Sau đó, tiếng chõng tre ộp ẹp vang lên đường đột trong không gian quy vắng. Phú Hậu Thịnh chấn người Manh lại, giơ tay giật cúc áo của nó. Manh vừa khóc vừa ngóc đầu dậy, cố gào lên: Ông vậy mà định bức ép tôi. Đã hơn tháng thứ năm rồi đó. Bàn tay Phú Hậu Thịnh dừng lại chút ít. Lão lạnh lùng nói: Hắn là con bé, mày lo cái gì? Nhìn xem, cái bụng vẫn còn thon thả như thế mà, có ai nhìn ra đâu chứ. Lời chưa dứt, tay của lão đã lướt tới bụng Manh, chăm trải sờ bên ngoài vạt áo. Manh trợn mắt, sắc mặt trắng bệch vì kinh tởm. Phải, nó đã mang thai con của Phú ông được 5 tháng rưỡi rồi. Nhưng thế thì sao? Có thai, nó vẫn bị lão ta phủ phàng chà đạp như bao lần trước mà thôi. Trong khoảnh khắc, Manh thật sự muốn cắn lưỡi của mình. Dường như sự sắc bén trong cặp mắt lan xối có thể tố giác ra ý định ấy của Manh. Phú Hậu Thịnh âm hiểm mở miệng ra: Mày đừng nghĩ mày cắn lưỡi chết là xong. Ông cũng đã nói hết nước hết cái với mày rồi. Mày còn trẻ, tội gì nghĩ quẩn như vậy. Để ông vui vẻ một thời gian đi, xong xuôi ông cho ít tiền làm vốn trở khỏi đây. Thích thì đưa cả thằng Sâm đi cũng được, hai đứa tự bảo nhau mà làm ăn. Còn cái thai này... Phú Hậu Thịnh dời tia mắt nhìn xuống bụng nó, ngừng giây lát lại thản nhiên nói tiếp: Bỏ đi. Nếu mày nghĩ cho tương lai của mày và thằng Sâm, mày không thể giữ nó lại. Ông Phú đây càng không bao giờ chấp nhận nó, biết chưa? Đến lúc này thì những lời khốn nạn thốt ra từ miệng của Phú ông, Manh đã không còn nghe nổi nữa. Nó cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Nhưng nó mới 16 tuổi, trước một người đàn ông đáng tuổi cha ông, lại là chủ của nó, nội tâm non nớt vẫn không khỏi run rẩy khiếp vía. Nó phải làm sao bây giờ? Có ai cứu nó hay không? Phú ông nhìn bộ dáng bị mình dọa sợ của đứa con gái, lão nhếch miệng cười âm trầm. Tiếng cúc áo bị đứt ra kêu phực phực, như chính chúng cũng biết run rẩy. Sự đê tiện, dơ bẩn, khốn nạn ào ạt cướp bóc người con gái mới 16 tuổi đến nhanh như một cơn lũ. Ai cứu nó với? Hai mắt của Manh đờ đẫn, đôi con người đen nhấp nháy, ảm đạm, dường như đã mất hết đi tiêu cự. Toàn thân của nó giống như bị lăng trì, đau đến thất thần, linh hồn cũng đau. Bụng dưới của nó cuộn lên một trận sóng ngầm, như nhấn chìm nó vào trong bể máu. Mặt nó tái nhợt, cơn đau giằng xé giữa thể xác và tinh thần đã trút cạn huyết sắc trên mặt nó đi, trút cả ý chí của nó đi. Nó sụp đổ như bao nhiêu lần trước, hoàn toàn tê dại. Trong choáng váng, nó nghe thấy giọng cằn nhằn của Phú ông vang lên bên cạnh mình: Cái gì đây? Máu sao? Con tranh này, sao mày chảy nhiều máu như vậy? Dây cả lên áo con rồi. Phú Hậu Thịnh không vui ngồi dậy, lão muốn lau vết máu dính trên vạt áo. Nhìn khắp căn phòng tội tàn,
tia mắt của lão dừng trên chiếc áo nâu nằm trên mặt bàn cạnh chiếc chổng kia. Lão bới tay lấy, thẳng thừng dùng chiếc áo đó mà lao máu đi. Áo của anh Song. Cặp mắt đờ đẫn của Manh đột nhiên chậm rãi di chuyển về phía Phú Hữu Thịnh. Nhìn thấy chiếc áo nâu sồng nó trân quý, tỉ mỉ khâu lại bằng từng mũi kim, lúc này dính máu ô nhục của nó rồi. Nhìn chiếc máu, cảnh anh Sâm chăm chỉ khuân phát từng bao gạo vào trong kho cho Phú ông, tới rách cả nách áo, lờ mờ hiện lên trong đầu nó. Đây là chiếc áo anh đã mặc 5 năm trời, từ một đứa bé trai gầy gò võng cao, đến khi trổ mã thành một chàng trai vạm vỡ, khỏe mạnh. Chiếc áo năm xưa giống như đã thu nhỏ lại. Đột nhiên Manh nở ra nụ cười, một nụ cười câm lặng đến lạnh ngắt. Phú Hộ Thịnh lau lau chùi chùi một hồi, vết máu kia mới miệng cưỡng nhạt đi được một chút. Lão chán ghét nhìn Manh nằm trên giường, máu đỏ giữa đùi đã chảy ra thành vũng ở trên chiếc chiếu cũ. Thực ra lão biết cái thai kia hỏng rồi. Trận hung bạo vừa rồi đã khiến cho con bé này sảy thai. Mà kỳ thực lão không hề muốn cái bào thai oan nghiệt này tồn tại. Vậy nên trong lòng lão cũng không có động lại cái gì. Nhìn vũng máu kia, lão hậm hè nói: Thân thể yếu như sên vậy, mới động vào đã hỏng rồi. Mày còn không mau dậy mà lau dọn đi. Để bà mày biết á, thì chỉ có nước muối cạo đầu, bôi muối ớt, lột quần áo đuổi ra ngoài đường, cho cả làng cả tổng này thấy bây giờ đó. Mày không sợ thằng kia nó thấy sao? Đe dọa một đứa con nít dậy thì mà cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ như con bé này, Phú Hậu Thịnh càng triệt để giống người lớn hơn. Nếu không vì thế, sao lão có thể trót lọt dùng trộm bịt miệng nó lâu như vậy? Nó bị lão dọa nửa lời cũng không dám thốt ra cho ai. Lão rất khoái trá. Nhưng lần này Manh không hề có phản ứng. Lão cũng sợ lâu la, trên tay còn nắm chiếc áo kia, bèn lấy nó thấm vào vũng máu lên láng dưới thân của Manh. Giờ thì Manh vỡ vụn thật rồi. Đôi mắt của nó hoang dại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trắng bạch mà run rẩy. Lão Phú ông đã trời đi từ lâu. Một đêm này tưởng chừng như dài dằng dặc. Manh cũng không biết nó làm như thế nào, tự mình trải qua một cơn ác mộng như thế. Chỉ thấy khi ánh mặt trời lọt qua tấm liếp trên ô cửa sổ, lăn tăn xuyên thấu trong bóng tối của căn phòng, thân hình gầy gò bất động, ngồi cạnh mép chổng của Manh mới chậm rãi đứng lên. Thím Chương buổi chiều bận trộn lo cơm nước cho ông bà Phú xong, lúc đem bát đũa nồi niêu xuống dưới bếp, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm thấy rõ. Đây là thời điểm mà mấy người tôi tớ như Thím Chương mới được nghỉ tay một lúc để ăn cơm. Đội người ở của Phú Hậu Thịnh chia làm hai nhóm. Một nhóm chỉ toàn đàn bà con gái, phụ trách công việc dọn dẹp, nội trợ trong phủ. Nhóm còn lại toàn đàn ông con trai, hiển nhiên là đảm nhận những việc nặng nhọc trong ngoài. Hai nhóm người ở, ngủ nghỉ, ăn uống cũng chia ra. Giờ giấc sinh hoạt có thể không giống nhau, tùy vào lượng công việc trong ngày mà Phú ông giao cho họ. Trong khu bếp trọng, mấy người phụ nữ lẫn thiếu nữ mới 16 đôi mươi ngồi quay quần bên chiếc mẹt cũ, ăn bữa cơm chiều giản đơn. Con Sen chia chén đũa cho mọi người, chợt thấy Thiếu Thiếu, nó bèn ngẩng đầu hỏi: Ủa, sau này ông thấy bé Manh vậy? Tới giờ cơm rồi mà chưa thấy bóng nữa. Dì Hoàng ị ạch bê cái nồi cơm đến. Dì nói: Hay là bà Phú sai đi đâu từ sáng rồi, cả ngày hôm nay không thấy nó đó. Thím Chương mở hũ dưa muối, gắp ra một chén đầy dưa chua vàng, mùi chua bay lên nồng nặc, tiện thể nói với con Sen: Mày đi kêu nó coi Sen, tiện thể gọi luôn con Quyền con Nết về ăn cơm đi cho nóng, lau chùi bàn ghế, lát ăn xong cũng là làm cũng được. Tối ông bà đi nghỉ rồi đâu có kiểm tra nữa đâu. Con Sen dạ một tiếng
bỏ bát đũa chạy đi ngay. Nó chạy về khu nhà của người ở. Căn phòng nhỏ của cái manh đang ở tạm nằm gọn một chỗ, cách một hàng hồng sim. Con bé này mấy tháng trước đột nhiên nói trong người có bệnh, lại là bệnh dễ truyền nhiễm. Phú ông liền cho nó ở tách ra, sợ lây bệnh cho cả đám người. Từ đó manh không ở chung phòng với mấy người làm nữ khác nữa, đợi cho hết bệnh. Con sen đi tới trước căn phòng tồi tàn, thấy bên ngoài khóa trái, hẳn là con bé đi đâu rồi. Nhưng nay nó đi đâu mà sáng ra đã không chạm mặt, tới chiều tà cũng chưa thấy về. Con sen khó hiểu bỏ đi, chắc là giống như dì Hoàng nói, con manh bị bà Phú sai đi làm việc gì đó rồi cũng nên. Thế là nó đi tìm chị Nết, chị Quyền đang lau chùi đống bàn ghế mới Phú ông mới tậu về ở trên kho. Giải kho chứa đồ của Phú ông xây riêng một phía. Lúc sen đi ngang qua nhà thờ họ, tia mắt của nó tình cờ liếc qua cánh cửa của phòng tư tế xây bên cạnh phòng thờ họ của nhà Phú Hộ Thịnh, chỉ cách một cái hành lang ngắn thôi. Đột nhiên nó dừng bước chân. Nó thấy cửa lớn của phòng tư tế chỉ khép hờ, chốt bên ngoài bị gạt sang một bên. Con sen chau mày, không biết tại sao, nhưng giống như có một sự linh tính khác lạ đúng lúc này xâm lấn lấy tâm trí của nó. Nó cảm thấy không thể đi tiếp nữa. Thế là thay vì đi thẳng tới kho bên kia gọi hai người chị, con sen lại rẽ hướng đi vào phòng tư thế. Bên ngoài phòng im lìm, cũng như nhà thờ họ lớn hơn ở cạnh đó. Đây là nơi ít người làm lui tới trong phủ của Phú ông. Bởi vì công việc lau chùi dọn dẹp nơi này chính là Phú ông giao cho cái manh cùng thím Chương đảm nhận. Những người khác không có chuyện gì do chủ sai khiến thì không được tự tiện tới đây. Chẳng biết cái manh hôm nay có đến đây hay không. Con sen vừa nhìn qua khe hở mở hé của phòng tư thế, vừa nghĩ như vậy. Nhưng nếu cái manh ở đây, sao bên trong lại tối thế? Mà ngược lại không có người nữa, tại sao cửa phòng tư thế không chốt đi? Đây là điều mà ông bà Phú nếu nhìn thấy sẽ không vừa lòng. Phải biết nhà thờ họ cùng phòng tư thế là nơi chốn linh thiêng, cấm kỵ nhất trong phủ họ Đồng, là nơi diễn ra các buổi lễ tế tự quanh năm của ông bà Phú. Con sen càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Bình thường nó cũng hiếm khi lui tới nơi này, mà khó hiểu lại biến thành tò mò. Nó lia mắt nhìn quanh, chập choạng tối nơi đây không một bóng người. Con sen mím môi, ngón tay nó vươn ra chạm vào cánh cửa. Cửa phòng tư tế luôn trong tình trạng mới toanh, bản lề tra dầu, đóng mở trơn tru không gây ra tiếng động. Con sen đẩy một cánh cửa, thò đầu vào trong. Tuy bên trong không thắp nhiều đèn dầu chiếu sáng cả phòng, nhưng trên đàn tư tế nến cốc cháy không bao giờ được tắt đi. Hằng ngày không là thím Chương thì là con manh sẽ tới đây để kiểm tra. Lúc này con sen lia mắt vào trong phòng tối, nhờ ánh nến trên đàn tế tự tỏa ra, nó lờ mờ thấy phía trước có một vật đen thui lơ lửng không chạm đất. Con sen hơi giật mình, nó mở to mắt cố nhìn cho thật kỹ. Nhưng cái vật lơ lửng kia chặn mất ánh sáng của nến ảm đạm mất rồi, nó thấy không rõ. Thế là nhất quyết đẩy trọng hai cánh cửa. Bên ngoài bấy giờ đang chập choạng, nhưng chưa tối hẳn đi, có thêm chút ánh sáng của chiều tàn. Rốt cuộc con sen mới nhận thức ra, thứ mà nó thấy lơ lửng trong phòng tư tế của Phú ông rốt cuộc là cái gì. Dì Hoàng cùng thím Chương đang ngồi trò chuyện lặt vặt, chờ con sen đi gọi mấy đứa vắng mặt về ăn cơm chung. Bất chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nó ở bên ngoài. Hai người có chút giật mình, vội quay đầu nhìn ra. Chỉ thấy con sen hất ha hất hải như bị ma đuổi từ một hướng chạy về, mặt lúc trắng lúc xanh. Dì Hoàng hỏi: "Nè, sao vậy con nhỏ này?" Sen vừa chạy vào trong bếp, đã quỵ xuống bên cạnh chiếc mẹt bày bữa cơm chiều của người ở, miệng mồm lắp bắp không thốt ra hơi. "Trời ơi dì ơi, thím ơi, chết rồi, phòng tử tế, ghê quá." Thím Trường níu tay nó đỡ dậy, mặt cũng nghiêm lại. "Mày nói cái gì? Từ từ nó nghe coi. Cái gì chết?" Con sen vừa khóc vừa sợ hãi, làm cho mặt mũi của nó méo mó đi. Nó nhắm mắt cố gào lên: "Con bé Mạnh chết rồi." Dì Hoàng, thím Trường như sét đánh bên tai, đồng thời giật bắn mình, sửng sốt mở to mắt ra.
Thím Trường cứng miệng hỏi: Mày nói cái gì? Nó đang ở đâu? Dạ, phòng tư tế. Con sen nuốt cơn nghẹn vì sợ hãi, chỉ tay về hướng phòng tư tế, như thể nó thật sự nhìn thấy ở trong phòng tư tế mở rộng cửa, bên trong có xác cái mành treo lủng lẳng trên cây xà vậy. Không ai bảo ai, mặt mũi đều hoảng hốt, ba người vội vã đứng lên. Vì sự việc quá mức đột ngột, ban đầu không khỏi có chút luống cuống. Vị Chương cố nén cơn chấn động, bảo dì Hoàng đi gọi mấy người đàn ông, gọi cả ông bà Phú đến. Còn mình và con sen thì chạy tới phòng tư tế xem sao. Khi hai người chạy tới nơi, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn đi. Thím Chương chỉ nhìn thấy hai cánh cửa phòng tư tế mở toang, hai người đứng ở ngoài cổng. Trong lòng nóng nảy nhưng lại không dám vào. Con sen níu tay Thím Chương, nó run rẩy nói: Thím ơi, đừng có vô, chờ mấy anh tới đi. Sợ lắm, có anh nhìn thấy ghê lắm. Thím Chương vì mắt mũi đã lão hóa theo tuổi tác, không thật sự nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cứ ngó nghiêng bồn chồn, bộ dáng vừa bất an vừa bàng hoàng. Nghe con sen nói vậy, càng không biết nên làm cái gì. Nhưng thân là người đứng đầu của nhóm người làm nữ trong phủ, lại là người trực tiếp trông coi nhà thờ họ cùng với phòng tư tế cho phú ông, bà không tránh thoát khỏi trách nhiệm. Thế là gạt tay con sen ra, bà nói: Mày sợ cái gì? Tao phải vào xem tình trạng ra sao. Nếu không mày bảo ông bà hỏi, tao phải trả lời như thế nào đây? Nói xong không chờ con sen ngăn lại, Thím Chương đã tự mình đi tới. Ánh nến trên đàn thế nhảy múa thành hàng, đồ cúng tự đẹp đẽ xa hoa bày trên tấm khăn trải màu đen. Thím Chương dẫu đã cố chặn lòng đi, nhưng lòng ngực vẫn không khỏi khẩn trương lên xuống. Khi tia mắt dè dặt lia tới chỗ cái thân thể treo lủng lẳng trong phòng, Thím Chương không nhịn được cơn kích động, vội đưa tay bám vào cánh cửa. Cũng may bên ngoài trời đã tối hẳn đi, ánh nến đằng sau xác của con manh lại bị chính thi thể của nó chắn mất. Thím Chương mới không thực sự nhìn ra được rõ ràng, chỉ biết xác con manh bấy giờ đã toát ra hơi lạnh lẽo, bất động giữa không trung, phủ một màu đen u ám của bóng tối. Khi vợ chồng Phú Hộ Thịnh đến nơi, đám người ở trong phủ đã đứng đầy ở bên ngoài khu nhà thờ họ. Ngoại trừ Thím Chương và mấy người làm là đàn ông, đang ngóng đợi ông bà Phú đến để phân phó việc xử lý cái xác treo cổ của con manh. Đám người làm là đàn bà phụ nữ đều không dám tới gần cửa phòng. Dì Hoàng đứng thập thò ở ngoài cổng ngóng vô, một tay nắm lấy cánh tay con sen, bàng hoàng nói bằng cái giọng run rẩy: Trời ơi, đang yên đang lành, sao bé manh lại tự tử chứ? Con không biết nữa dì ơi. Trời ơi, sao mà lại dại dột như vậy? Cái giọng hoảng hốt của chị Quyền từ đằng xa truyền tới. Hai chị hất ha hất hải chạy lại chỗ dì Hoàng và con sen đang đứng. Chị Nết lo lắng hỏi: Rồi Thím Chương đâu? Dạ, Thím ở trong kia với mấy anh, ông bà vừa đi nghỉ. Thím đang chờ hai người họ dậy mặc quần áo rồi đến cùng á. Trời đất ơi, có người tự tử trong phòng tư tế mà ông bà vẫn không gấp lên được tí nào vậy? Chị Nết thở dài. Cả đám phụ nữ người làm ủ rũ trầm mặc, tựa như trong lòng của bọn họ biết được chuyện sống chết của bọn họ đối với ông bà chủ chỉ giống như phiền toái. Mạng sống của họ chúng chị chẳng có chút ý nghĩa nào. Nó đâu? Xác con manh đâu? Vừa lúc đó, giọng nói của bà Phú bay tới, nghe từ xa cũng nhận ra có phần tức giận. Cũng phải thôi, phòng tư tế là nơi nào? Con bé manh này thắt cổ, không chọn chỗ nào mà thắt, lại thắt cổ chết trong phòng tư tế cấm kỵ chứ. Bà Phú cau mày đi đến, rồi tới Phú Hậu Thịnh. Dì Hoàng vội thưa: Dạ bẩm ông bà, xác bé mạnh đang ở trong phòng đó ạ. Bà Phú hừ nặng qua khe mũi, gạt đám người ở đi thẳng vào bên trong. So với bà Phú, sắc mặt của ông Phú có phần nghiêm trọng hơn, không nói không rằng bước theo vợ. Chị Quyền vỗ vai chị Nết rồi nói nhỏ: Nè, sao tao thấy ông hôm nay cứ khăng khác? Bình thường mà động tới chỗ này, ông chẳng nhảy dựng lên mày. Hôm nay con bé manh nó còn thắt cổ trong đó nữa, vậy mà không thấy ông nói gì. Nè, thôi im đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Dì Hoàng liếc mắt nhắc nhở hai đứa người làm trẻ tuổi. Hai chị liền im bặt đi. Để bà chủ mà bắt được sẽ bị vả vào miệng mấy chục cái,
cho chừa cái thật nhiều chuyện cho coi. Ba anh người làm cùng với thím Chương đang đứng ở cửa phòng, trông thấy ông bà chủ vội vã nói: "Ông bà, bây giờ xử lý như thế nào đây?" Bà Phú sắc mặt tối sầm, nhìn cái xác lạnh của con Manh treo ở giữa phòng, lông mày nhíu càng chặt lại. Bà ta nhíu mày vì cái bộ dạng của cái xác của đứa người ở quá mức là khó coi. Đầu nó gục xuống, trên cổ là manh vải đỏ thấm in gia tự của dòng họ Đồng. Chính là mảnh vải dài vắt ở hai bức tượng gia thần tọa ở hai góc phòng. Hai mảnh vải này chất liệu đều là thượng hạng, lại còn rất dài. Con Manh còn nối hai mảnh vải lại với nhau để làm dây treo cổ. Lúc này vết vải chắc chắn đã siết sâu vào cần cổ gầy gò của nó, lộ ra vệt máu tụ tím bầm. Tóc con Manh không dài, do mấy tháng trước nó bảo trong người có bệnh truyền nhiễm. Bà Phú sợ tóc nó rụng lây bệnh khắp phủ, cho nên bắt nó cắt ngắn đến tận gáy. Lúc này không còn hai hàng tóc che đậy, khuôn mặt đã chết của con Manh hiện lên dưới ánh đuốc vàng vọt, trông càng thêm rợn người. Nhưng điều đáng sợ nhất là trên miệng của nó lúc này lại treo theo một nụ cười đầy khó hiểu. Nụ cười này tựa hồ không mang theo đau đớn, không hề có khiếp sợ, mà còn phản phất sự thỏa mãn cùng vẻ thâm sâu. Dưới chân ngay vị trí con Manh treo cổ có một dũng máu đen động lại đã khô, khiến cho mọi người càng mờ mịt hơn. Con Manh treo cổ mà chết, tại sao dưới đất lại có bị nhiễu máu? Hợp với đôi mắt còn mở lớn của nó, như thể nó đang nhìn chầm chầm xuống vũng máu đó. Sắc thái không khỏi càng thêm quỷ dị. Rốt cuộc con Manh có chuyện gì lại khiến cho nó dùng cái chết để gieo trắc nỗi ám ảnh cho đồng phủ của ông bà Phú Hộ Thịnh như vậy chứ? Hạ nó xuống trước đi. Bà Phú nhìn cái xác chốc lát, cuối cùng cũng trầm giọng ra lệnh gỡ xuống. Một người đàn ông đi tới nhấc cái ghế thang bị con Manh đạp đổ, định trèo lên tháo sợi dây đang buộc trên xà nhà. Thì đột nhiên một bóng người cao lớn như cơn gió vội vã lao vào. Manh ơi! Mọi người đều quay lại, là anh Sâm. Ngực áo của anh lúc này ướt đẫm mồ hôi, trên đầu đội chiếc nón rách. Anh gạt hai người làm nam đang đứng ở cửa ra, tia mắt lộ rõ sự bàng hoàng, chiếu thẳng tới xác con Manh đang treo ở giữa phòng tư thế. Trong khoảnh khắc, người anh Sâm đóng băng, cứ thế trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cúi gằm mà cười lạnh của Manh ở phía đối diện. Giây sau, anh đờ đẫn tháo nón lá trên đầu thả xuống đất, bước chân cứng nhắc nhấc lên, định tiến lại chỗ cái xác. Mấy người ở đều biết anh Sâm và con Manh có tình cảm thầm kín gì đó với nhau. Tuy rằng cả hai không nói ra miệng, nhưng bọn họ có mắt cũng đều nhìn ra được. Cùng là phận tôi tớ cho người ta, không khỏi có chút đồng cảm. Lúc này một anh người làm đứng kế bên nhìn không được lo lắng, sợ anh kích động, rồi giữ tay anh lại mà khuyên nhủ: "Chú định làm gì? Bình tĩnh đi, để tụi nó đưa con bé xuống đặt." Từ khi bước vào trong phòng tư thế, anh Sâm chưa từng rời mắt khỏi cái xác lạnh ngắt của Manh. Người anh em nói như thế, anh cũng không nghiêng đầu nhìn qua, nhưng bước chân đờ đẫn đã dừng lại, không tiến thêm nữa. Anh thất thần nhìn hai người anh em làm cùng mình đưa cái xác người trong lòng từ trên xà nhà xuống. Trình tự thế nào anh không còn nhận thức được, chỉ biết Manh sau khi được hạ xuống, một chị người làm chạy tới trải ra tấm chiếu cũ để hai người đàn ông đặt xác nó lên trên. Ông bà Phú ngoài vẻ tức giận đang ẩn nhẫn sau đôi mắt thì không hề chừa một chút thương xót nào cho đứa người làm đáng tuổi con tuổi cháu của mình lúc này. Đối với xác của con Manh, bà Phú giải quyết cho có lệ, nói hai người làm bọc chiếu rồi đem ra ngoài đồng mà chôn. Bà còn tử tế cho mấy bó hương với tập vàng mã để trong phòng tư tế đem theo ra đốt. Nhóm còn lại phụ trách dọn dẹp hiện trường nơi con Manh treo cổ quyên sinh, mai mốt ông bà sẽ mời thầy về tẩy oán. Nói xong, bà Phú ôm mặt nặng đi khỏi. Còn lại ông Phú, lão ta chờ cho bà vợ hung dữ về trước, lúc này mới hắn giọng mở miệng: "Thằng Bân đâu? Nhặt hai mảnh vải kia đem đốt ngay đi. Thêm chừng sau khi mọi người về thì khóa cửa phòng tử tế lại. Từ ngày mai nếu không có chuyện gì, cấm đứa nào bén mạng từ đây, nghe rõ chưa?" Phú Hộ Thịnh nghiêm mặt căn dặn, cả đám người làm lập tức vân vân dạ dạ.
đừng nói là không dám trái lời. Kể cả ông bà Phú có không dặn, e rằng bọn họ cũng không còn có gan lớn để mà đi đến nơi đây. Ai lại muốn đi tới một nơi có người mới treo cổ chết chứ? Chưa đủ dọa người hay sao? Thằng Bân nghe lời sai khiến thì mang hai dải lụa đỏ cong manh thắt cổ ra gốc cây si trồng gần khu nhà thờ họ đốt ngay. Nghe bảo chơi người treo cổ chết thì phải đốt đi để tránh giúp. Nó đoán ông chủ vì có ý này mới sai nó đốt dội cái dây oan nghiệt này đi. Khi nó trở lại phòng tư tế, đám người làm nữ không có chuyện gì đã được ông Phú cho giải tán hết. Trong phòng chỉ còn lại ông, mấy người đàn ông cùng với một cái xác chết. Bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng tư tế cắm hai cây đuốc. Các anh chờ cho ông Phú phân phó chuyện chôn xác con Manh, chứ theo như lời bà Phú thì có hơi qua loa. Anh Song ngồi bên cạnh xác con Manh đặt nằm trên chiếc chiếu. Khuôn mặt anh nhìn qua không thấy đau khổ, không khóc than như phụ nữ, chỉ toàn là mệt mỏi mà thôi. Cái chết bất ngờ của Manh khiến cho anh mất hết sức lực. Anh ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào tượng, bên cạnh người con gái anh hằng thương mến. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã cứng của con Manh, tia mắt như xoáy sâu vào nụ cười lạnh lẽo quỷ dị trên miệng của nó. Nó nằm ngửa ngay ngắn, nhưng cổ bị dây lụa thích lấy, cứ như đã gãy cả xương cổ đi. Đầu cứ ngoẹo sang một bên, không biết cố tình hay trùng hợp, đầu nó lại ngoẹo về phía anh Sâm. Hai con mắt mở lớn của Manh tuy đã mất đi tiêu cự, con ngươi cũng đã co rút lại, nhưng anh Sâm nhìn nó phảng phất như Manh cũng đang nhìn anh âu yếm vậy. Ý nghĩ điên trồ này khiến cho anh thoáng trùng mình đi, bất giác nhắm mắt lại, sống lưng tựa vào vách tường đột nhiên lạnh toát. Anh biết tính Manh, một cô bé yêu đời và hay cười, như thế nào sẽ thắt cổ mà chết chứ. Anh nhớ tới đêm qua, Manh còn mỉm cười tủm tỉm bảo anh vào trong phòng mình ngồi cho đỡ lạnh rồi hẳn dậy. Người còn quan tâm tới người khác như thế, chỉ sau một đêm sao lại làm ra cái chuyện tự sát được hay sao? Mấy đứa mày đem cái xác chất lên xe bò, để ra ngoài đồng chung luôn đi, không còn sớm nữa. Cầm theo ít hương vàng, nến quả mà cúng cho nó đi. Giọng nói nhàn nhạt của ông Phú vang lên, cắt ngang nội tâm hỗn độn của anh Sâm. Anh nhìn thấy lão ta. Lão ta đang chắp tay sau lưng, đứng nghiêng cạnh cửa phòng, nên không rõ mặt. Chỉ liếc nửa con mắt, nhìn lướt qua xác của con Manh rồi rời đi. Thằng Bân đã ngay lập tức rắn tay áo lên đáp. Dạ, bọn con đi ngay. Thế còn phòng tư tế thì sao ạ? Cứ để đó, tự tao khóa lại. Mấy anh em đã rõ, rồi bảo nhau bọc cái xác của Manh lại. Một anh đi đánh xe bò ra. Nhưng anh Sâm không đành lòng, anh cảm thấy trong chuyện này còn có khuất tất gì nữa. Thế là anh ngước mắt lên, khẽ mở miệng nói với thằng Bân và anh Ba. Sao tự nhiên Manh lại tự tử được, còn chọn phòng tư tế nữa? Ừ, thì anh nói chú nghe nè. Ở đây ai ở đây mà không biết trong lòng chú mến nó. Nhưng bây giờ cũng đã không còn là người nữa. Điều tốt nhất chú nên làm cho người ta là mau chóng đưa người ta nhập thổ mà an nghỉ đi. Tôi nói gì có phải không? Anh Ba vừa cuộn mép chiếu bọc lấy xác con Manh, vừa nói lý lẽ với anh Sâm. Anh Sâm chỉ cụp mắt lặng thinh, nhưng cũng không cản trở gì nữa. Nói cho cùng anh cũng đâu có hiểu Manh. Chốc sau, ba người đàn ông đánh xe bò đem xác con Manh bọc trong tấm chiếu cũ ra ngoài đồng. Trong ba người đó không có anh Sâm. Sau sự việc con bé người làm tên Manh đang yên răng lành tắt cổ chết trong phòng tư tế, ngày trước ngày sau, ông bà Phú đã mời ngay thầy Pháp đến làm lễ thâu 3 ngày 3 đêm. Tiếng tụng kinh gõ mõ theo làn khói hương, trò giấy bay khắp phủ họ Đồng liên miên không dứt. Đám chị Nết, chị Quyền, cái Sen tuy không dám hóng hớt quá đà, nhưng lúc hậu cơm dọn nhà chính
hai tay thính vẫn nghe lỏm được ông bà chủ bàn với nhau. Bọn họ sợ phong hồn chết treo của con manh sẽ lẩn quẩn trong phòng tư thế, nhất định phải tìm thầy thật giỏi trục nó đi. Một điều kinh động hơn nữa là bà Phú nói ông thầy này ngỏ ý muốn bắt vong hồn con manh về luyện âm binh. Bà Phú mi mắt cũng không thèm chớp một cái đã đồng ý ngay. Vong nhất định phải trục, mà trục xong thì phải đem lên chùa siêu độ mới đặng an tâm. Còn bằng không thì cứ để quách cho ông thầy muốn làm cái gì thì làm, vừa vặn thảnh thơi cho mình. Bọn con Sen nghe mà trong lòng thầm kinh hãi. Chỉ tội cho cái manh, chết rồi cũng không thoát khỏi kiếp làm trâu ngựa cho người ta. Kết quả thì chưa biết ra sao, nhưng đám người làm nghe ngóng được chút chuyện vào hôm đầu tiên vị thầy Pháp được mời đến phủ. Chính là ông bà Phú còn ngỏ ý xin vị thầy Pháp vẽ cho mỗi người trong nhà một lá bùa phòng thân mang theo bên mình. Ông thầy đó nói: "Mà chết treo cũng như mà chết dưới nước, không đi được xa, chỉ lẫn quẩn quanh cái chỗ tử nạn, dụ hoặc lôi kéo người khác thế chỗ thì mới có thể đi đầu thai. Một phần đó là do quán khí quá lớn, nếu mọi người tránh căn phòng kia ra thì không có vấn đề gì. Nhưng mà gia chủ đã nói vậy, tôi vẫn sẽ lưu cho mọi người một ít bùa đuổi ma. Đó là làm yên lòng các vị. Kỳ thực vong hồn kia đã có tôi đầy trấn đi rồi." Dây đã đốt, bùa đã trao, còn có thầy Pháp lập đàn trong phòng tư thế, ông bà Phú cũng an lòng phần nào. Sau ba ngày đàn lễ, vị thầy Pháp có chút nhìn không ra suy nghĩ, ôm đồ hành lễ ra về. Ông ta chỉ nói tốt nhất người nhà Phú Hậu Thịnh nên nhất định đóng cái phòng tư tế đó lại, tìm một nơi khác xây cất phòng tư tế mới. Nơi cúng tự mà lại có giớp người chết, ý nghĩa sẽ là không còn sạch sẽ thanh tịnh nữa. Cúng nấy cúng nữa cũng bằng không. Ông bà Phú nghe xong đều nhìn nhau, sắc mặt vô cùng không tốt. Chỉ sợ suy nghĩ bấy lâu của ông bà cũng không tránh được trở thành hiện thực mà thôi. Đó là phải xây cất cái phòng tư tế mới. Nhưng điều ông bà Phú quan tâm hơn cả là vong hồn của con manh đã được trục đi hay chưa. Không ngờ vẻ mặt của vị thầy Pháp không như hứa hẹn tràn trề buổi hôm đầu, ngược lại có phần bất đắc dĩ. Lão nói: "Ban đầu tôi có ý định bắt nó về luyện âm binh, nhưng không hiểu tại sao giữa chừng cái vong chết treo này lại có thể thoát khỏi phòng tư tế, trốn đi mất rồi." "Cái gì?" Không hẹn mà cùng thất kinh, cả ông bà Phú trợn mắt sững sờ. Lão thầy Pháp nhìn biểu tình này của cặp Phú gia, trong lòng chột dạ. Sao có thể để tiền công hậu hĩnh đã vào đến túi lại chơi ngược ra ngoài? Vội vã xua tay trấn an: "Ai, ông bà bình tĩnh đi, tôi chưa nói hết mà. Nó thoát ra khỏi nơi treo cổ chết là chuyện ngoài ý muốn, trước nay chưa từng gặp. Ông bà có thấy ma gia dưới sông tự mình trèo lên bờ bao giờ chưa? Chuyện cái vong hồn nhà ông bà quá là kỳ quái. Tôi cần trở về tìm kiếm dị thuật và lấy thêm pháp bảo để bắt nó thôi. Như vậy đi, bùa hộ thân đã đưa cho ông bà, còn có mấy tấm bùa trấn môn này nữa, ông bà đem dán bên ngoài phòng ở. Ban đêm không có việc gì thì đừng tùy tiện ra ngoài. 5 ngày nữa tôi mang theo đệ tử quay lại bắt vong." Nói nhiều như vậy, vợ chồng ông bà Phú nghe vô chỉ càng thêm thấy bất an. Nếu chẳng vì cái uy danh của ông thầy này vốn nổi tiếng nhất nhì trong vùng, chỉ sợ rằng đã bị ông bà Phú thẳng thừng mắng cho một trận, đuổi thẳng cổ, tiền công 1 đồng cũng đừng mong nhận được. Thế nhưng nhân sinh cứ cố tình trêu đùa như vậy. Lão thầy Pháp ra về, bùa trấn môn để lại không ít. Ông bà Phú đành sai bọn con Sen, chị Quyền đem dán lên cửa phòng của hai vợ chồng, của hai đứa con và cô người làm. Tuy nhiên bùa hộ thân lại không đủ. Tính trên đầu người, ông Phú rồi bà Phú, sau đó là đứa con trai đứa con gái, đã mất 4 tấm rồi. Số còn lại chỉ còn 5 tấm chia cho đám người làm. Vậy ai được ai không? Suy đi tính lại, bà Phú đành phân chia, nhất quyết để cho hai người dùng chung 1 tấm là ổn. Ông Phú nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mà cũng kể từ hôm ấy, ban đêm trong phủ Phú Hậu Thịnh quả thực là ác mộng
đối với những người sống trong đó. Năm ngày này tựa như dài đằng đẵng, ai nấy đều sống trong lo sợ, bất an. Nguyên bản là vì lão thầy bối nối trong hồn con manh đã thoát khỏi phòng tư tế, hiện nó lẩn khuất ở đâu đâu có ai rõ. Thế là không ai dám ra ngoài khi trời tối xuống. Ông bà Phú cũng sợ kéo thêm phiền toái nếu có thêm người bị vong hồn con manh hại chết, dặn dò người làm trong thời gian này đêm xuống ở yên trong phòng, công việc đều để sáng ra hay làm tiếp. Từng đêm một sống trong lo sợ bất an, tựa như sợi dây thừng vô hình siết trên cần cổ của mỗi người sống trong phủ Phú Hậu Thịnh. Đêm thứ nhất, thứ hai, cho đến đêm thứ ba, sợi dây thừng vô hình đó đã hiện hình ra. Sáng ngày thứ tư, vợ chồng Phú Hậu Thịnh dậy từ rất sớm. Nguyên lai bởi vì hôm nay là ngày lão thầy Pháp hẹn sẽ quay trở lại bắt vong hồn con manh. Trời sớm tinh mơ, nhưng sinh hoạt của người trong phủ họ Đồng 4 ngày qua đều trễ đi một nhịp. Trời chưa sáng hẳn thì nhất định không dám ra khỏi cửa, cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có đôi vợ chồng Phú gia vì trong lòng nóng nảy mà xuống giường từ cái lúc vốn chỉ dành cho đám người làm kia thôi. Phú Hậu Thịnh đi đi lại lại trong phòng ngủ. Bà Phú còn ngồi trên giường, vẻ mặt soi kỹ ra mới thấy có chút mỏi mệt. Nhìn lão chồng cứ chau mày đi tới đi lui trước mặt, bà ta phiền chán mở miệng. Ai, ông sốt ruột thì được cái gì? Vợ tới cửa phòng chúng ta cũng không dám ra, chỉ bà ngủ thêm lát nữa đi, trời hẳn còn tối đất mà. Đối với câu nói này của vợ, Phú Hậu Thịnh chỉ âm trung liếc đôi mắt, chốc sau mới thấy mở miệng. Ai, bà bảo tôi không lo sao được? Đây là ma treo cổ đó, nếu mà không mau chóng diệt nó đi, cứ để nó lẩn quẩn ở trong phủ, không sớm thì muộn cũng sẽ có người chết nữa thôi. À, không phải ông đã đốt mảnh vải gia tự rồi sao? Ông Phú đột nhiên dừng lại, thở dài nói. Ấy, đốt thì đã đốt, nhưng mà không rõ làm sao, trong người tôi cứ linh tính là nó vẫn còn. À, ông nói bậy bạ cái gì đó? Bà Phú không khỏi trợn mắt. Dây thắt cổ đốt rồi, làm sao mà còn với chẳng còn được? Đến thầy Pháp cũng bảo không có nói gì hết, ông cứ nấn ná cái chuyện này làm gì? Lo là lo cái con chích dẫm kia kìa. Bà Phú ngồi tựa lưng vào thành giường, chân co chân duỗi, tay chống trên đùi chốt câu, cặp mắt liếc xéo một đường. Nhìn vẻ mặt ghê gớm này, hiển nhiên là nhìn ra được đối với việc làm phá hoại gia phụ của con manh, bà Phú có bao nhiêu phần căm thù. Chẳng trách đến việc chôn nó xuống đất bà còn không muốn nghĩ tới. Ông Phú châu mày tặc lưỡi, âm điệu lộ rõ bất đắc dĩ. Thì nói là nói vậy thôi, chứ chuyện tâm linh làm sao mà đùa được. Bà đừng thấy đám người ở thấp hèn thì coi thường chúng nó quá. Người ở không là chân tay của mình sao? Không là tiền của mình à? Con bé kia làm vậy thì không nói, nhưng mà những đứa khác, nếu không cần thiết phải chết thì tốt nhất là đừng chết. Chúng ta cũng sẽ rảnh tay nhiều việc. Chúng ta có bùa có chú thì không sao, nhưng số bùa kia của đám người ở đâu có đủ dùng. Lỡ như vẫn có đứa bị ma quỷ xui khiến thì làm sao đây? Nhiều người chết trong phủ không phải là điểm xấu hay sao? Bà Phú nghe chồng phân tích giây lát, trán cũng bắt đầu chau lại. Kẻ từ nhỏ đã xuất thân trong dòng tộc cao sang như bà, vốn đã có cái nhìn cách trời lấp đất với tầng lớp bần cùng mạt kiếp như đám người ở của mình. Đối với sống chết của bọn họ, đúng là trước nay chỉ xem như ngọn cây cọng cỏ. Tiền mua thân chúng nó, ý nghĩa chẳng phải là mua luôn cả mạng sống đó hay sao? Có chết cũng là vì phục vụ chủ nhân mà chết thôi. Nghĩ như vậy, liền thấy mọi chuyện đều thật sự đơn giản. Không ngờ... Trầm mặt xong, bà Phú mới mở miệng. Tôi hiểu ý ông. Không phải là tôi không nghĩ tới an nguy của gia phủ này, chỉ là... Thôi được rồi, trời còn sớm, bà có ngủ thì mau ngủ đi, tôi ra ngoài nhìn một chút. Phú Hậu Thịnh ra vẻ mẫu mực, khoát tay cắt ngang câu nói của vợ. Bà Phú ngạc nhiên hỏi, sớm như vậy ông đi ra ngoài làm gì? Có bộ hộ thân rồi mà, lo cái gì. Lão tặc lưỡi đáp cho có lệ, chân đã đi tới cửa của phòng ngủ. Bà Phú chỉ kịp nói thêm một câu dặn chồng. Nè,
ông nhớ cẩn thận đó. Vừa nói xong thì ông Phú đã đi mất rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Trồng Oán Linh, tác giả Lê Ngọc Mai. Đối với hai video truyện của Trồng Oán Linh thì nó sẽ có thời lượng hơi ngắn hơn một chút xíu so với video truyện thông thường, là tại vì nếu mà làm một tập thì nó sẽ quá là dài, nó không phù hợp với thời lượng trung bình của video trên kênh chúng ta, cho nên Huy mới chia ra làm hai tập. Sự việc mở đầu ra của câu chuyện cũng đã thập phần u ám và đầy những cái bi kịch ở trong đó. Chúng ta cùng chờ xem nhân quả sẽ hiện ra đối với ông bà Phú Thịnh như thế nào nha. Hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 20 giờ tối ngày mai trên kênh Đất Động Radio. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.